Mấy anh em đang đi đánh chim én. Én thì nó có 3 loại nha anh em. Én bụng trắng, rồi én rằn, rồi én móc. Ba cái con trên màn hình anh em. Đây là cái bản én ngủ. Đánh 3 loại một lúc nó rất hiệu quả. Anh em cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình nha anh em, để lấy bản gốc không bị chèn nhẹt nha.